Alo alo, hello anh em. Hôm nay làm một cái video về chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm của em về cái YouTube anh em nhé. Một số anh em cũng chưa được thành thạo cho lắm thì hôm nay em chia sẻ những cái mà em hiểu về YouTube, về SEO YouTube để anh em có thể làm tham khảo, và nếu mà anh em nào mà cần hỗ trợ thì cứ 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 ban đầu thì cứ làm theo YouTube này cũng được, view này cũng được anh em nhé. Thì ở đây có ba cái điều rất là quan trọng mà chúng ta làm YouTube, đó là một là làm sao để người ta click vào xem, thứ hai là thời lượng sao người ta xem ở trong YouTube, tức là giữ chân họ trong video là lâu nhất, trong livestream là lâu nhất, và thứ ba làm sao để tăng cái lượng đề xuất, lượng hiển thị. Thì nếu mà anh em ở trên YouTube nó có cái thống kê này, trong mỗi một cái video ấy, anh em click vào cái phần này. Đây là ví dụ anh em điều này rất là quan trọng đấy. Anh em click vào cái này chẳng hạn này, click vào cái này này, cho anh em ấn vào số liệu phân tích thì nó có những cái nội dung rất là quan trọng ở trong này. Thứ nhất là số lượt xem này. Đấy. Phạm vi tiếp cận, tức là cái video này được đề xuất là 6.900 lần. Cái hình thu nhỏ, cái hình thu nhỏ là những cái hình kiểu như này. Là cái hình kiểu như này anh em nhé. Là kiểu kiểu như này. Đó, tái phạm hay gì đó thế này. Đấy, nó tùy thuộc vào cái những cái mà hành động của anh em, hành động của anh em trong lúc anh em xem YouTube ấy, thì người ta sẽ đề xuất theo trên này. Đó, đây là cái hình thu nhỏ người ta được được hiển thị ở dưới này, hoặc là xem điện thoại là cái khi chúng ta vuốt ở dưới lên đấy là sẽ có những cái hình này. Đó. Thì đây chính là cái lượt hiển thị, và một cái khá là quan trọng nữa là cái tỷ lệ nhấp, tỷ lệ click vào khi mà cái lượng hiển thị này hiện lên bằng này, click vào bao nhiêu phần trăm, cái chỉ số này cũng rất là quan trọng, tức là người ta có click hay không. Đó. Thì làm sao mà để tăng được những cái này thì chia sẻ với anh em một chút nhé. Nếu mà anh em dùng điện thoại thì nó có cái ứng dụng là IT Studio ấy, YouTube Studio ấy, thì trên đó nó cũng có những số liệu phân tích kiểu như này nhé. Em có chụp màn hình lại này, ví dụ đây cái màn hình tổng quan của mỗi một cái video nó sẽ như này. Ở đây nó cũng có số lượt xem này, tỷ lệ nhấp này của cái số lượng hiển thị này, số lượng thời lượng xem trung bình, tức là tỷ lệ giữ chân của người xem đấy. Thì ba cái yếu tố này rất là quan trọng, nó sẽ tương quan với nhau. Tức là số lượt xem tăng thì YouTube nó sẽ đề xuất nhiều, số lượt người xem lâu thì cái điểm đề xuất nó sẽ cao, hoặc người ta tương tác nhiều. Đó. Này rất là quan trọng nhá. Đây, đâu rồi. Đó. Thì đầu tiên, cái đầu tiên rất là quan trọng đó là làm sao để người ta click vào xem. Vì cái này là gần như là cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên để YouTube người ta đánh giá là cái video của chúng ta, cái livestream của chúng ta nó có hay hay không, cái tỷ cái nội dung của chúng ta nó có hay hay không. Đấy, thì YouTube nó sẽ có cái thuật toán là cái số lượng click xem bao nhiêu. Sau đó là những cái ba cái thông số này nó sẽ tương quan lại với nhau. Ví dụ như click vào xem nhiều, thời lượng xem nhiều thì người ta sẽ chấm điểm cao hơn, tương tác nhiều trong trong video nhiều hơn thì điểm đề xuất, điểm SEO nó sẽ cao hơn, thì người ta sẽ đề xuất nhiều hơn. Nó sẽ có những cái thuật toán riêng. Khi mà đề xuất nhiều hơn thì lúc đó thì cái click lại xem nhiều hơn và thời lượng lại nhiều hơn, tức là ba cái này nó không quá quan trọng cái nào là quan trọng nhất, nhưng mà nó sẽ tương quan lại với nhau. Nhưng mà cái đầu tiên em vẫn để theo bản thân em là cái để người ta click vào xem là rất là quan trọng. Thì cái lý do mà người ta click vào xem chính là cái thumbnail. Cái thumbnail của chúng ta nó có bắt mắt hay không, nó có tò mò hay không thì người ta mới click vào xem. Thì em đọc những cái tài liệu mà người ta thống kê ấy, tức là người ta chỉ cần mất khoảng tầm 2 đến 3 giây thôi. 2 đến 3 giây người ta có quyết định click vào cái video của chúng ta hay không. Tức là người ta quyết định rất là nhanh, trong cái thời gian rất là nhanh, giống như cái thói quen sử dụng điện thoại cũng vậy. Chủ yếu là xem trên các nền tảng mạng xã hội là chủ yếu là điện thoại, còn PC thì là ít hơn. Thì cái thumbnail của chúng ta khi mà nó hiện trên điện thoại ấy, nó cái màn hình điện thoại nó tương đối nhỏ, nên là chúng ta phải chữ chắc chắn phải lớn thì người ta mới đọc được.
mà người ta chỉ có 2 giây, 3 giây người ta đọc thôi, thì cái số lượng chữ nó phải tương đối ít. Đó, nó vừa phải lớn này, nó vừa ít này, nhưng mà nó lại phải tò mò. Đấy, nên là cái này anh em phải 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 cố gắng làm sao mà đưa ra cái chữ để cho nó nổi bật này, cái tính tò mò cao. Những cái từ ngữ mà tính tò mò cao kiểu như là top cổ phiếu này, hay là bí mật này, hay là quên cổ phiếu này đi, những cái mà em hay sử dụng nó cũng khá là, những cái lần trước nó cũng khá là ok, thì anh em có thể tham khảo. Tức là ở đây chúng ta phải hiểu được rằng là người dùng YouTube hay là trên mạng xã hội, người ta chỉ mất một cái thời gian rất là ngắn, người ta quyết định có click vào hay không. Và trên YouTube thì có vô số các blogger livestream đúng không ạ? Thì chúng ta mà cứ cái chữ nó nhỏ nhỏ mà đọc mãi không ra chữ ấy thì nó rất là khó. Cái nền nó phải là cái chữ với cái nền nó phải tương phản với nhau. Đấy, tức là cái chữ nó phải nổi bật lên. Chứ mà để một cái chữ nó cái nền nó giống nhau ấy thì nó rất là khó đọc. Chứ anh em có hiểu làm sao là để cho cái chữ nó dễ đọc, nó ít chữ, người ta chỉ mất 2 đến 3 giây thôi. Đấy, cái này rất là quan trọng vì cái này là cái bước đầu tiên để người ta vào cái video của mình. Tức là click. Đấy, click chính là cái lý do vào thumbnail. Và cái thông số thống kê của cái click này chính là cái phần tỷ lệ nhấp số lượng hiển thị. Tức là cái phần trăm này càng cao, tức là cái video của chúng ta thành công. Loanh quanh khoảng 8-9% là ok. Tức là cái 10 lần hiển thị thì được một lần click vào. Đấy, thì khi mà click vào rồi thì đến cái lần cái thứ hai, tức là cái thời lượng xem. Tức là khi mà cái lý do để người ta click vào chính là cái thumbnail của chúng ta có bắt mắt hay không, cái chữ nó có ít hay không, có dễ đọc hay không, có tò mò hay không. Đấy, cái này anh em cần trau dồi thêm, có thể anh em search trên mạng những cái cách từ các từ ngữ để tạo cái hiệu ứng hành động ấy. Đấy, cái này thì anh em tìm hiểu sau nhé. Thì trên cái thời lượng này thì nó tương đối ngắn. Rồi đến cái nội dung thứ hai là cái thời lượng xem. Cái thời lượng xem thì cái lý do mà để giữ chân được người xem YouTube ấy thì là cái nội dung của anh em. Nội dung phân tích hay hấp dẫn thì người ta xem ở lâu. Ở nội dung mà không hay thì người ta không xem nhiều. Và cái thống kê ở đây là thời lượng xem trung bình. Cái thời lượng xem trung bình của kênh là trung bình của kênh ở đây không có. Đây, thời lượng xem trung bình là của kênh là đây, ví dụ của kênh này nó đang như video của Phi đây đúng không? Giai đoạn đầu thì nó ở mức bình thường, trung bình của kênh này. Đúng không? 5 5 5 phút đúng không? 5 phút là thời lượng xem trung bình của video của Phi. Đấy, cái đường màu tím tím này. Đấy, nhưng mà đến cái đoạn sau này thì là nó cắm xuống. Tức là đoạn sau thì yếu hơn, cái đoạn giữa thì ở mức trung bình. Đúng không? Đó. Tức là trung bình của kênh hiện tại là ở video là quanh quanh từ 4 phút đến 6 phút, đúng không? Loanh quanh tầm 5 phút. Tức là thời lượng xem trung bình cho mỗi một cái người xem YouTube ấy là họ chỉ ở lại với chúng ta tầm 5 phút thôi. Đúng không? 5 6 phút. Này với 5 6 phút thì nếu vô hình chung như vậy thì anh em cứ phải 5 6 phút anh em lại xem một lần đúng không? 5 6 phút anh em lại xem lại là tôi có danh mục này, danh mục kia đúng không? Ừ. Nhiều khi thì em cũng quên cái điều đấy nhưng mà anh em nhớ nốt lại nhá. Đấy, ở đây thì có đúng không? Cứ 5 6 phút là lại có một người mới vào. Tức là 5 6 phút họ lại thoát ra, họ lại xem video khác. Đấy cũng là một cái thông số nhá. Cái thông số là thời lượng xem trung bình là cái thời lượng mà giữ chân người xem đấy. Giữ chân người xem trong video YouTube nó cũng thống kê cái này. À, nếu mà giữ chân được lâu thì là YouTube nó mặc định là à, ông này nói hay đúng không? Ông này nói hay, bà này nói hay. Còn YouTube mà nếu mà cái thời lượng mà xem ít thì tức là ông này không hay lắm. À, ví dụ vậy. Đó. Cái giữ chân người xem này cũng khá là quan trọng nhá, cũng khá là quan trọng. Thì anh em phải, cái này thì anh em phải trau dồi. Mỗi người có một cách nói riêng nhưng mà sao cho anh em nói nó hay hơn, nói hay hơn, truyền cảm hứng tốt hơn. Cái này thì phải tự thân thôi. À. Cái tiếp theo là cái lượt hiển thị. Cái đề xuất này này thì cái này nó cũng dựa vào hai cái trên này. Đấy, click vào xem này,
thời lượng xem có nhiều không này, click có nhiều không này, anh em có comment nhiều không này, có like nhiều không này, thì cái thuật toán của YouTube nó sẽ chấm điểm là bao nhiêu điểm chính là cái phần này của anh em đấy. Chính là cái phần này này. Đấy, 72 điểm, đúng không? Đấy, có cái top nào hay không? Đầu tiên là hiện tại là mới tính là đề xuất anh em nhé. Mới tính là đề xuất, tức là YouTube nó tự động nó đề xuất cho chúng ta. Chứ không phải là chúng ta search ở trên này. Cái điểm SEO này này, YouTube tự động nhá. Cái đề xuất này là YouTube tự động. Đấy, sau khi mà thực hiện được hai cái này nó tốt thì YouTube nó sẽ tự động nó đề xuất cho chúng ta ở cái nội dung cho nó phù hợp với cái hành động của hành động xem, cái thói quen xem của từng khách hàng, từng người xem YouTube đó. Đó là cái phần đề xuất. Còn cái những cái từ khóa ở đây là những cái từ mà khi mà có một số anh chị em trên YouTube là người ta search những cái từ khóa này, thì nếu mà chúng ta ở trong cái bảng xếp hạng này, nếu mà trong mục này có thì chúng ta sẽ hiển thị ở cái, ví dụ như lướt sóng VN-Index là ở mức 11 này, thì chúng ta sẽ hiển thị ở cái mức 11. Đó. Có thêm một số cái nữa này. Anh em có cái này ở trên trên điện thoại nhá. Anh em tải cái YouTube Studio về, anh em kiểm tra mỗi video của chúng ta. Đây, đúng không? Các tính năng duyệt xem hay là video đề xuất này, tìm kiếm YouTube này. Cái tìm kiếm này nó không nhiều lắm, chính là cái mà cái từ khóa mà nó đấy, chủ yếu chúng ta là ở cái đề xuất anh em nhé, ở cái đề xuất. Đây là cái số lượng hiển thị này. Đấy. Tức là làm sao những cái bước đầu tiên của chúng ta nó tốt. Bước đầu tiên là thumbnail, ok. Đấy. Kêu gọi like, subscribe, comment, thả tim, thả like, tức là tương tác tốt. Đấy, sau đó hai cái này tốt. Đấy, nội dung tốt nữa, tức là ba cái đầu tốt, click, thumbnail tốt, thời lượng xem, tức là nội dung hay, hấp dẫn. À, tương tác tốt là like, comment, share, thả tim, thả hoa. Khi mà ba cái này cùng tốt thì cái thứ tư nó sẽ là cái lượng đề xuất nó sẽ tốt lên. Lượng đề xuất, cái này là YouTube tự động. Đấy, lượng đề xuất tốt lên thì ngược lại nó lại bổ trợ tiếp theo cho cái click vào xem, nó lại đề xuất nhiều hơn. Đấy, nó thời lượng xem lại tốt hơn. Thì cái này nó theo thời gian thực anh em nhé. Theo thời gian thực, ví dụ như trong ngày hôm nay nó cái view này, cái lượng click vào xem tốt này, vào xem nhiều này, thời lượng xem hay này, sau đó là lượng đề xuất lại tốt, nhưng mà đến ngày mai người ta click vào xem ít hơn. Đấy, thời lượng xem nó ít đi. Người ta tính có thể là tính theo giờ, tính theo zip gì đó, cái này thì em không rõ lắm, nhưng mà nó sẽ tính theo thời gian thực. Thì sau đó là cái điểm SEO của chúng ta lại thấp đi, và khi đó là cái lượng đề xuất nó lại thấp dần. Nên là cái thời điểm ban đầu ấy là cái thời điểm rất quan trọng. Tại sao là cuối tuần này thông thường là cái lượng đề xuất của chúng ta nhiều hơn, là do là đối thủ là không like. Đó. Những cái kênh khác cuối tuần họ hay nghỉ, trong phiên trong tuần thì người ta mới like nhiều, thì cái số lượng nhiều lên thì cái lượng đề xuất của chúng ta nó sẽ ít đi. Đấy, tại sao là cái báo anh em là cứ cuối tuần anh em like nhiều hơn ấy, thường phải gấp rưỡi đấy. View nó thường gấp rưỡi. Đó. Đấy là cái lý do mà tại sao chúng ta phải SEO. Còn bây giờ đến cái phần mà cái cách SEO như nào, đúng không ạ? Cách SEO thì hôm vừa giờ trên Telegram, trên Room em cũng có nói với mọi người về một số cái từ khóa em hay dùng ở trong giai đoạn này. Từ khóa thì nó có những cái từ mà những cái từ khóa này, từ khóa 1 2 3 4 này, nó sẽ ở cái mức độ nó phổ biến hay là từ khóa ngách. Với anh em nào mà cái lượt xem nó còn ít ấy thì chúng ta nên tập trung vào số lượng từ khóa ngách nhiều hơn, hoặc là những cái từ khóa mà nó gọi là nó cụ thể hơn đấy, chứ nó không mang tính chung chung. Mang tính chung chung thì những kênh lớn thì họ thường SEO theo cái chung chung. Nhưng mà chung chung mà cái kênh của chúng ta nhỏ mà cái view của chúng ta ban đầu nó ít ấy, thì chúng ta cái lượng đề xuất của chúng ta nó sẽ thấp, và view nó sẽ thấp. Ở đây nó có những cái từ khóa chúng ta sẽ kết hợp với nhau. Ví dụ như là những cái từ khóa mà mang tính gọi là phổ quát nhiều, là chứng khoán, cổ phiếu, thị trường này. Từ khóa ở cái ngắn hơn này, tức là cái mức độ nó tiếp cận nó nhỏ hơn này.
Đấy, lướt sóng gọi là từ khóa hôm nay, tháng ngày thị trường, từ khóa là túc cổ phiếu, săn lọc, cách tìm phím điểm mua. Cái này là ở cái phần nội dung nhá anh chị nhá, anh em nhá. Phần nội dung là cái phần này này, phần này này, chứ không phải là phần thumbnail nhá. Đây là phần này nhá, đấy là phần này nhá. Đấy, từ khóa. Đấy, tiếp theo là đến những cái từ khóa mang cái tính gọi là hành động ấy. Cái này cho vào thumbnail cũng được, để cho vào thumbnail cũng được. Ví dụ như cơ hội lớn nhất tuần tới này, hay là top cổ phiếu này, hay là nhanh này, mua nhanh này, hay là mua ngay này, kêu gọi hành động, tức người ta sẽ click nhanh. Đấy, ví dụ như cổ xu hướng cổ cổ phiếu bất động sản hôm nay. Đấy, ví dụ như chúng ta kết hợp nhá, xu hướng này, cổ phiếu này, bất động sản này, hôm nay này, phẩy này, điểm mua, cơ hội lớn, điểm mua nhanh hay gì đó, kiểu kiểu vậy. Đó, thì anh em kết hợp với nhau, chúng ta sau đó chúng ta luân chuyển đi các cái từ khóa SEO. Đây rồi, đây. Đây này. Đây, ví dụ nhé. Phân tích lướt sóng cổ phiếu hôm nay, điểm mua bán cổ phiếu tiềm năng. Đấy. Hay là cơ hội cổ phiếu, săn điểm mua, mẫu hình ngắn hạn, chân sóng xu hướng. Kết hợp những cái từ khóa này với nhau này. Đấy. Sau đó chúng ta luân chuyển nó đi. Ví dụ như là em vừa nói này. Phân tích này. Cổ phiếu này. Chứng khoán này, hôm nay này. Đấy. Hoặc là phân tích cổ phiếu gì gì đó, tên cổ phiếu hôm nay đó. Hay là cổ phiếu tốt, cổ phiếu đẹp gì đó, thì sau đó chúng ta sẽ sell. Em lấy ví dụ như cái click nhầm vào đây rồi, video này hơi dài một tí, anh em cố gắng xem nhé. Em nghĩ cái này là cũng khá quan trọng, nhất là những anh em mới. Em có một cái mà em làm cho một cổ phiếu này, khá là hay này, em thấy khá là ok. Ví dụ đây cũng là như thế thôi, cổ phiếu lướt sóng đúng không, SSI, cơ hội ngắn trung dài hạn, phân tích nhanh dòng tiền xu hướng để mua, thì chúng ta sẽ có cái phần SEO như này. Đấy, phần SEO những cái từ khóa ban đầu là cổ phiếu này, phân tích cổ phiếu SSI này, phân tích ngắn hạn SSI này, phân tích SSI này, xu hướng SSI này, xu hướng ngắn hạn cổ phiếu SSI này, xu hướng cổ phiếu SSI này, dòng tiền cổ phiếu SSI này, dòng tiền SSI, trung hạn SSI, phân tích dòng tiền SSI, dòng tiền ngắn hạn. Đó. Chúng ta có luân chuyển những cái từ ở trong này đi. Đấy, kết hợp với nhau sao nó có nghĩa nhá. Nó có nghĩa thì người ta search thì người ta mới mới hiện lên được. Chứ search ở trên này này. Ví dụ như phân tích SSI chẳng hạn. Đấy. Ví dụ phân tích SSI thì ai đang ở điểm sell cao nhất thì họ sẽ hiện lên đầu tiên. Đây. Phân tích cổ phiếu SSI tức là ông này. Đấy, ông này ông tiêu đề của ông có mỗi phân tích SSI thôi. Đấy, đến một ông khác 2 tháng trước. Đấy, tức là gần đây gần như không có ai cả. Nếu mà anh em có cổ phiếu SSI, anh em đấy, anh em phân tích SSI vào một cái là sẽ ngon. Đấy, 5 tháng trước này. Đó. Thì nó sẽ hiển thị lên đầu tiên. Thì cái điểm sell, cái điểm thăng 1, thăng 2, thăng 3 ở đây này là cái vị trí mà nó hiển thị ở trên 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 cái khung sớt đấy. Đấy. Đây này, cổ phiếu SSI này. Ở đây đúng không? Ông này ông không tăng luôn. Đó, đó là cái mà anh em những cái từ khóa anh em SEO nhá, sao cho nó có nghĩa nhá. Chứ đừng đừng SEO cái từ khóa nó vô nghĩa. Cái này thì cũng tùy anh em thôi. Đấy, nhưng quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải có cái thumbnail tốt này. Có cái nội dung thì anh em cải thiện này. Để anh em hiểu được cái cách vận hành của YouTube, nó thuật toán nó đề xuất như thế nào để chúng ta
chúng ta làm theo cho nó phù hợp. Ok, đó là mấy cái mà em có thể chia sẻ đến anh chị em nhé. Anh chị em cố gắng là cho nó đầy đủ như anh Thành ấy. Cái chỗ này nội dung này nó ít quá, phải có cái phần ở đây này, có phần thông tin ở đây này, đúng không? Chỗ này là chia sẻ một số cái nội dung gì đó, viết cho nó nhiều nhiều chữ tí, cái cột ngủ nó mỗi cái này không thì nó không hay. Đó. Danh sách phát anh em cũng phải để vào cái phần sale là cái phần này này, nó phải có tầm 500 từ, 490 500 từ đó. À, ví dụ như là thăng 4, tức là ở vị trí số 4 này, cổ phiếu rút chân này, ở vị trí số 3 này, tức là ai search cổ phiếu rút chân là nó sẽ lên số 3 này. Để có lên không nào? Không lên. Đó, VN-Index rút chân, VN-Index rút chân. Đấy, đây này. Đó. Đó, nó lên đấy. Tức là ai mà sốt VN-Index rút chân toàn ngoài cái mấy cái ông tài trợ này ra nhá. Ông quảng cáo tài trợ này thì là ông ấy ở đầu rồi. Người ta mất tiền rồi. Số 4 này. Bỏ này đi là 1 2 3 4. Cái này cũng quảng cáo. Thứ ba. Cái này cũng quảng cáo. Tôi bỏ hai quảng cáo đi là thứ ba. 2 3 không? Ở đây có thứ ba, đúng, thứ ba đấy ạ. Đấy, tức là cái số 3 này sẽ là cái đứng ở vị trí số 3 khi mà em search đúng cái từ này. Đấy, cái từ khóa nó lên top là vậy, hay là BID đánh tay cộng chẳng hạn. Tôi search BID đánh tay cộng. Số 1 luôn. Này, bỏ con này đi là số 1 luôn. BID đánh T cộng. Ở đây là số 9. Nhưng mà ở đây là số 1 luôn. Có thể là mấy ông kia ông ấy xếp sau rồi. Đó, anh em nhé. Quan trọng nhất ở đây là đầu tiên anh em, những cái việc mà anh em làm được có thể là nội dung chưa hay lắm, là thứ nhất là cái thumbnail đấy, nó phải nổi bật lên, nổi bật về chữ, ít chữ thôi, vừa vừa chữ thôi đấy. Thứ hai là nội dung ít chữ mà nó phải phải tò mò một tí. Tiếp theo là đến cái phần từ khóa SEO đấy, cái SEO trong này, cái này thì Nhất cũng nói rất là nhiều rồi, anh em có thể xem lại cái Nhất Nhất thì phân tích nói kỹ hơn em. Đầu tiên chỗ này là phải khoảng 100 từ này, 90 đến 100 từ này. Chỗ này thì copy lại riêng cái phần này xuống này. Chỗ này thì nói đấy. Phần nói bà la sao cho nó lặp lại cái chỗ này. Lặp lại một số cái từ khóa đây. Phần tiếp theo là phần thông tin. Đấy, phần dưới này là cái hashtag ha. Anh em kê vào cái danh sách phát. Rồi, sau đó là để sale. SEO cho như em vừa nói rồi, đánh đi đánh lại thôi. Trong cái phi đây đúng không? VN-Index rút chân này thì có thể ghi là phân tích BID T cộng đúng không? Hay là mỗi BID T cộng, VIX T cộng, VCI T cộng, Novaland T cộng, SEO T cộng gì đó. Ví dụ chúng ta thử tìm là BID T cộng chẳng hạn, không bỏ từ đánh đi chẳng hạn. Đấy, nó cũng lên này, đúng không? Đấy. Nên ai mà sốt BID T cộng là ok, là nhảy vào đây. Là chúng ta được đề xuất đầu tiên, đề xuất xong rồi đúng không, hiện lên đầu tiên mà cái thumbnail của chúng ta bắt mắt đúng không, thì người ta click thôi đúng không. Hoặc nếu mà SEO không 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 SEO mà ok nhưng mà thumbnail lại không bắt mắt chẳng hạn, lại nhìn khó đọc tù mù ở đây, thì người ta có khi người ta lại click ở phía dưới.
Đấy, đánh ngắn hạn này hoặc là BID ngắn hạn chẳng hạn, đúng không? Chúng ta thử search BID ngắn hạn này. Đấy, nó cũng hiện lên số 2 này. Bỏ ngoài đi, bỏ ông này quảng cáo đi. Là số 2. Đúng không ạ? Đấy, thì cái chỗ này đây của người ta này. Đấy, của Tín Phát ITV này cũng 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 ok đúng không? Phân tích BID. Cái từ phân tích thì nó không được 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 gọi là mang tính tò mò cao lắm. Câu chuyện chẳng hạn đúng không? Câu chuyện cổ phiếu BID chẳng hạn thì có thể là tò mò hơn. Ok, đó anh em nhé. Anh em tham khảo.